Hello guys, welcome back to my channel. Emiro here. Sorry guys, because I'm very busy, so I can upload every video every day on M1 channel and Tali channel. So, okay. Today we will make video about Ada. He's a bad player, Igbo cycle right now. In the past, we have a lemon cheese, but I don't know what happened with him. He retired to season recently. I don't know what happened with lemon cheese. So okay, today make video about Ada. Let's go. Hello anh em, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình, Emiro đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có Ada, top player với Bow Cycle, hiện tại top 1 nhưng mà xuống top 2 rồi. Let's go. Game đầu tiên. Mình biết là rất nhiều bạn rất thích xem Igbo, bởi vì là Igbo nó cần nhiều kỹ năng giống kiểu Hot Cycle á. Nhưng mà đối với Hot Cycle và Igbo thì Igbo Hot Cycle vẫn có cái điều cảm tình hơn, bởi vì Hot Cycle thiên về công còn Igbo thiên về thủ. Ok, ngay từ ban đầu click của Trick Farm Sito này, anh ta là Royal Dragon Fisherman Hunter. Cái deck này có một cái điều đó là nó còn Fisherman. Cái này khá là counter hop, khá là rất mạnh luôn đấy. Nhưng mà đối với Igbo thì nó lại khác, bởi vì là các bạn cũng biết là khi mà spell của đối phương mà không giết được cái quân của mình, cũng không giết được cái tên quân thủ của mình thì như là người ta gọi là không phải bị counter, mà gọi là nó chỉ gọi là 50-50 thôi. Các bạn biết là khi mà player họ có Fireball thì gần như là Ada anh ta sẽ tách Archer vì hai phía. Tuy nhiên thì trong cái turn vừa rồi, khi mà player họ sử dụng Fireball chay thì bây giờ là Ada anh ta đẩy về một phía cũng được. Bởi vì có một cái điều là các bạn biết là một Barbarian là không chết này. Họ chết hai con Archer. Thôi này, chúng ta còn xử lý như nào. Anh ta cố gắng là chuyển xoay ra một cái Tesla. Đúng rồi, hợp lý. Và Skeleton. Phải nói là Tesla là một cái thẻ building mà phải nói là mình không thích một phía nào, bởi vì tốc độ giật cũng như tốc độ đam của nó cực, với lại ở lượng đam của nó trên một giây cực kỳ là mạnh. Những người mà chơi Hawk thì thường không biết điều này mình lắm. Quay trở lại với trận đấu, các bạn thấy là khi gần như là Ada anh ta không để Igbo ngay từ ban đầu, bởi vì là các bạn biết là deck Royal Dragon là một cái deck mà khi mà đánh với Igbo thì Royal Dragon luôn có lợi thế hơn. Bởi vậy là các bạn thấy là Ada anh ta luôn cố gắng là cycle Igbo thủ trước trước khi công. Tesla, Fireball trong tuần này là không hợp lý một chút nào, bởi vì là hai con Archer sẽ đặt về một phía. Fisherman sẽ không làm được gì cả, bởi vì là mình sẽ Ada anh ta luôn đẩy con IC Golem làm tanh, làm mini tanh để cho tặng một lại trận con Fisherman kéo hai con Archer. Đấy, đây là một cái bất chấp khá là khó cho Ada, bởi vì khi mà các bạn đánh Royal Dragon mà gặp đánh Igbo mà gặp Royal Dragon thì luôn Igbo Royal Dragon luôn là trên. Anh ta luôn cố gắng thủ thủ. Và bây giờ thời điểm mà Igbo được Igbo công Fireball Fisherman có chặn được cái tên này không? Igbo không bắn được vào trụ rồi. Royal Dragon vẫn tận tới hơn gần nửa bình máu. Trong cái tên này thì Framito anh ta không bao giờ đặt con Hunter, bởi vì là con Hunter trong cái bài này luôn là con bị counter nhiều nhất. Anh ta cố gắng cycle Royal Dragon. Bởi vì chúng ta biết là chỉ cần một cái lock thôi, cộng với lại tốc độ bắn của Igbo thì còn biết xong con Hunter 4 Eli đã được bay cách của không còn biết dấu vết. Hơn nữa thì trong cái matchup này Skeleton và Spam Fisherman là điều hợp lý. Gần như là Framito anh ta không thả Hunter luôn.
thời điểm mà khi mà Primeval anh ta đặt Royal Dragon rất là thấp như thế này thì gần như là người ta có ý định là sẽ xoay ra một con Royal Dragon thứ hai mà là đua land luôn đấy, đã đua land là Royal Dragon luôn đấy. Mình biết ai trận người kiểu đánh như này. Tuy nhiên thì cái lượng đam mà Ada gây lên trụ so với lại Primeval thì anh ta cân bằng. Tuy nhiên thì khi mà cái thời điểm mà còn được khoảng 20 giây cuối cùng thì bắt đầu là Ada anh ta có lợi thế hơn rất nhiều, và thế của anh ta có spell to, là anh ta có spell và Psyche nhanh hơn. Hai bên đều là sử dụng Fireball. Gần như Royal Dragon không thể bảo trụ. Expo support cực kỳ tốt, Tesla rất nhanh. Tiếp tục sẽ là một cái Tesla. Anh ta cũng đang xả một cái Tesla hơn vì thơm cho Expo như này. Hợp lý. 1.600 và như là Fireball. Đây là một trong những cái bắt chắc của điển hình của mùa này mà các bạn khi mà bạn chơi Expo thì các bạn là sẽ phải gặp một trận này. Đấy, các bạn thấy là anh ta gần như là anh ta thủ trước, anh ta sẽ cố gắng là anh thủ trước, anh ta sẽ xoay cơ là được 2 Tesla hoặc là 2 Expo nhanh nhất có thể. Pro tip ấy. Ok, mình sẽ chép lại Royal Dragon. Skeleton. À đây là Golem Line, Golem Clones. Và đây là một cái player mà mình sẽ upload video vào ngày mai. Hiện tại thì anh ta cũng đang ở top 10, 15 gì đấy. Cái deck này thì thông thường mình thấy là Golem Clone luôn là counter Expo. Tuy nhiên đây là một cái mắt chất mà mình không nghĩ là Ada chắc là thắng được. Đấy, các bạn thấy là Arrow trong giờ này. Lo thời điểm mà cái thời điểm này là cái thời điểm mà rất nhạy cảm, bởi vì Ada anh ta rất thông minh. Anh ta rất thông minh khi mà anh ta đặt một Expo luôn, bởi vì các bạn biết là trong cái deck của Cheetah anh ta không có một con không có một con gọi là những kiểu flying machine nhỉ. Bởi vì nếu trong tên đấy có flying machine thì nó sẽ thủ Expo rất là tốt. Tuy nhiên thì lượng đam bây giờ là khá là cân bằng. Cheetah anh ta cần phải đặt Expo ngay, đặt mình Golem ngay từ tên này luôn. Chắc chắn là tên này sẽ mất trụ. Skeleton Dragon phải tách ra thành hai bên bởi vì nó sẽ rất dễ bị Fireball. Thì khi mà tách ra sẽ rất dễ bị đúng là Fireball. Thì khi mà tách ra hai bên thì nó sẽ có một bên là Golem và một bên là Skeleton Dragon và một bên là Skeleton Barrel. Golem cho tên này là không hợp lý. Fireball. Skeleton Dragon lên. Tuy nhiên hai con Archer Arrow nằm trên tay mất trụ không. Tesla phải dòng của Tesla hơn là được một cái Skeleton là không đủ, đặt rất thông minh. Phải nói là Ada anh ta đánh rất thông minh, ta không xoay ra một con Archer bởi vì anh biết là trong trên tay của Cheetah anh ta đã có Arrow rồi. Vì vậy là không cố gắng thả một con Archer mà sẽ bị chết luôn. Bây giờ là thời điểm mà sẽ thủ bằng mọi giá. Thả ba con Skeleton và cắn một chút máu. Đàn bát Skeleton Barrel đi lên. Golem luôn, Golem luôn nhưng mà Golem hơi sớm. Liệu rằng là Nike không vào được trụ luôn. Golem cũng nằm xuống rồi. Hai con Skeleton Dragon là không đủ. Nếu mà trong cái bắt chấp này mà chúng ta anh ta sử dụng Flying Machine thì sẽ là một cái quân bài lợi hại hơn nhiều so với lại Skeleton Dragon. Cắt. Thời điểm 20 giây này là không đủ. Ở đây là luôn là Fireball và Lock giết con giết là giết này trước khi nó bắt đầu. Một Lock tuyệt vời, một Black Lock. Quá hay. Lock tuyệt vời. Chết luôn được cả Skeleton Clone ra luôn. Lavogati. Lavogati. Expo Cycle đánh với lại Mota Skeleton Barrel, Fireball Lock, Musketeer, Goblin Spear, Goblin Gang. Đây là một cái matchup khá là mới mùa này. Vì cái deck này là cái deck duy nhất của Mota Mota hiện tại còn sống.
hai si bộ vào một cái lock. Ăn lâu mà anh ta chơi lock thay vì anh ta chơi barbarian. Đâu là rất là nhanh. Lần này con IC Freeze sẽ lấy lên và một cái lock. Perfect. Cái deck của Lapocati anh ta chỉ có skeleton là cái deck luyện win và motor. Tuy nhiên motor nó sẽ bị đánh lạc tới người IC Golem, vì vậy là rất khó để có thể nó có cơ hội để bắn vào chủ. Thì vậy là chủ yếu ném vào con đam được kiếm từ spell motor spell và skeleton dragon và skeleton barrel. Perfect lock, không có một hit nào đến từ địch bầu. Hai bên bây giờ cân bằng, tuy nhiên thì Ada là cái bất lợi thế một chút về cái lượng máu tranh này, tới tận 700 là 600 máu, gần 700. Trong cái kiểu mất chắc như này mình không biết là Ata đang xử lý như thế nào. Tesla ngắm vào Mota rồi, IC đẩy lên. Tuy nhiên thì Prat lại con mục con IC Golem là hợp lý, bởi vì nó sẽ chặn được đằng Scorpion Spear và Goblin Gang tiếp theo. Skeleton bắt được Musky đi rồi. Lock đầu, lock coming, lock. Good. No mistake. Big bow, double big bow. Motor sẽ bị đặt rất sâu, đúng rồi. Bởi vì motor trong cơn này phải thủ Musketeer hoặc là Fireball đẩy lên. Fireball không, cố gắng đẩy Skeleton, nhưng trong thế trong cơn này Skeleton làm gì nữa. Một cái loss là perfect. Và một cái Fireball. Có rất nhiều đam đến từ Golden Spear luôn, đi chết motor. Đó là anh đẩy lên nhanh hơn rồi đấy. Đây là thời điểm mà Tesla, Xbo sẽ đặt cạnh nhau vì là Fireball vừa ra rồi. Nó đẩy lên. Rất nhiều đam đến từ Xbo. Fireball tiếp tục đẩy Xbo nữa. Khi mà Fireball vừa ra rồi chắc chắn là Xbo sẽ đẩy lên luôn, bởi vì là đây là một cái thời điểm mà Cycle Xbo cực kỳ phải là cực kỳ nhanh và cẩn thận. Khi mà chậm hơn một nhịp nữa thì bắt đầu Lapocati ta sẽ quay lại cái cycle mới. Đối với những cái deck mà một khi mà đã cycle như thế này thì các bạn phải nhanh đánh cái out, làm cho đối phương phải ăn cycle, đôi khi là sử dụng cái lỗi. Motor gần như không bắt được vào một motor Evo và Fireball. Đây là thời điểm Fireball chạy, chúng ta còn 1 phút nữa. Fireball cycle rồi. Nếu mà khi mà Lapocati anh ta cứ dùng motor dùng Fireball để defend Xbo thì gần như là anh ta sẽ bị Fireball vào quần. Anh ta sẽ bị bất sức rất nhiều đam. Nỗi em Mota khuẩn như là không bắn được vào Fireball, bắn ta chết tanh. Motor vẫn nằm đấy. Hai Xbo rồi, đây là thời điểm mà rất nhạy cảm. Dùng hai con Archer để defend Skeleton Barrel hợp lý. Một cái lock hợp lý luôn. Fireball Cycle, thời điểm Fireball Cycle. Tuy nhiên là deck của Lapocati sẽ không nhanh bằng được deck của Ada, bởi vì anh ta cố gắng là phải đẩy Skeleton Tesla. Lock và Fireball! Last Fireball! So close! Đây là một cái matchup mà mình phải nói là mình không biết đánh, mà mình không biết được là các player đánh như nào. Good job! Well played! Còn rất nhiều các replay nữa, nhưng mình nghĩ là mình sẽ up trên kênh của
kênh của Emiro đi. Hey guys, I got so many zip play from Ada share with Brandro, Vero, Yeah, Zhang, and Edward. And what's up? I will try upload on Emerald One channel tomorrow. Don't miss. We have Royal Dragon again. Motors, Spirit Spam, and Sparky Sword. Ooh, almost match up. Wow. Okay, I will try upload on everyone channel tomorrow. Don't miss the notification. Thank you so much, and I'll see you tomorrow.